kiện mở thẻ tín dụng Visa Exim Bank. Làm thẻ tín dụng tại Exim Bank quá nhanh, quá đơn giản. Điều kiện chung là công dân của nước Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Từ 18 tuổi trở lên và đủ năng lực trách nhiệm hành vi dân sự. Đã có số tài khoản thanh toán tiền gửi tại Exim Bank, nếu chưa có sẽ được hỗ trợ. Là cá nhân có mức lương ổn định, có thể đáp ứng trả nợ trong thời gian được cấp thấu chi. Khách hàng phải đồng ý và tuân thủ các điều khoản mà Exim Bank đặt ra đối với việc phát hành thẻ tín dụng và các điều kiện khác dành riêng cho từng sản phẩm thẻ tín dụng Exim Bank. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ loại thẻ tín dụng Exim Bank phù hợp với bạn.